Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình nhé. Hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm 2022, chủ nhật ngày nghỉ thì mình xin chúc cho mọi người có một ngày nghỉ thật là vui vẻ anh em nha. Tiếp tục với lại chương trình giao lưu ngày hôm nay thì trong video này mình sẽ giới thiệu với lại anh em một cái mẫu hồ cá coi mới. Bởi giờ thì mình chia sẻ những cái mẫu hồ mình thiết kế hệ thống lọc rồi. Có rất là nhiều bạn, nhiều anh, nhiều chị. Hiện tại bây giờ mình cũng đang muốn nuôi cá coi, nhưng mà do hồ mình tận dụng hồ cũ anh em. Có nghĩa là ngày trước mình không có đi ống âm nè, rồi mình cũng không có xây ngăn lọc luôn. Thì mọi người hỏi mình với những cái mô hình hồ có sẵn tầm cỡ khoảng 500 lít đến một khối thì mình muốn để bơm trực tiếp bên trong hồ, như vậy là mình làm lọc có được hay không? Và cái hệ thống lọc mà anh em muốn làm là chế từ những cái thùng 20 lít hoặc là 50 lít đó, cái cách mình làm như thế nào để nó đạt được cái hiệu quả cao, thì Nhân có những cái mẫu hồ đó hay không, có thể là chia sẻ lên để cho mọi người cùng tham khảo. Thì với những cái mô hình hồ này á, mình chia sẻ lên kênh cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà ngày hôm nay tiếp tục một cái mẫu hồ mới thì mình chia sẻ lên để mọi người nếu mà ở nhà mình có những cái mẫu hồ tương tự thì anh em có thể là áp dụng theo cái cách làm để mà mình vận hành ha. Hồ này thì mình đã được sự đồng ý của em Chiến ở tỉnh Thái Nguyên á, thì mình mời anh em cùng với là mình sẽ ghé nhà của em Chiến để mình tham quan hồ, cũng như là Chiến sẽ chia sẻ cái hệ thống lọc hiện tại bây giờ Chiến đang vận hành. Cũng rất là đơn giản thôi, từ những cái thùng sơn 20 lít đó mọi người. Thì mọi người có thể là tham khảo để mà mình vận hành hệ thống lọc cho hồ của mình luôn nha. Đây là thức ăn và thuốc tím của bên shop bên em á, thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp hai dòng sản phẩm này. Nếu như anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với em qua số Zalo trên màn hình nha. Thì đây là toàn bộ khung cảnh hồ của Chiến nè mọi người. Hồ này của Chiến chiều dài là 1m4 anh em nha. Và chiều ngang thì mình cũng sẽ lấy trung bình luôn, là tầm cỡ khoảng 1m4 luôn anh em. Mực nước trong hồ hiện tại bây giờ Chiến đang để là 40. Như vậy là mình tính ra thể tích nước hồ này của Chiến nó tầm cỡ khoảng 800 lít nha mọi người. Có rất là nhiều anh em hỏi mình là mực nước trong hồ của em hiện tại bây giờ á, em để tối đa nó tầm cỡ khoảng 40-45 thôi, thì em có nuôi cá coi được hay không, và cá của mình nó có phát triển nó lớn được hay không. Thì mình chia sẻ với lại anh em như thế này, nói chung là cái mực nước mà 40 á, thì anh em vẫn nuôi cá được nha. Nhưng mà mọi người nuôi cái size mini nó tầm cỡ khoảng 10 đến 20-25 tối đa, để sau này cá nó lớn nữa. Nhưng mà cá của mình nó phát triển ở một cái chừng mực nào đó thôi. Giả sử như con cá Việt của mình đi, cái chiều dài của nó phát triển tối đa là 50. Nhưng mà khi mà mình nuôi nó trong một cái môi trường, cái mực nước nó tầm cỡ khoảng 40 hoặc là 50 á, cái không gian của nó không được thoải mái thì nó phát triển tầm cỡ khoảng 40 thôi. Mình nó lấy ví dụ nha. Cũng có khả năng nó sẽ lớn hơn nữa, nó tùy thuộc vào thức ăn rồi cái cách mà anh em chăm sóc nữa nha. Hồ này thì mình sẽ để bơm trực tiếp bên trong hồ, thì hiện tại bây giờ là Chiến đang sử dụng cái bơm 5.200 lít trên giờ. Mình sẽ lấy nước từ ngay chỗ hồ chánh đưa ra bên ngoài hệ thống lọc của mình. Cá trong hồ của Chiến đây là cá F1 cũng có mà cá Việt cũng có nha anh em. Mọi người thấy cá rất là dạng người và chất lượng nước của mình rất là trong nha. Mình cũng rất là vinh dự khi là nhà cung cấp thức ăn cho hồ của Chiến luôn nha anh em. Nói chung là được mọi người quan tâm, yêu thương và ủng hộ thì đó là một trong những cái niềm vui, niềm hạnh phúc của mình rất là nhiều. Thông qua đây thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể anh chị em, cô chú trong thời gian qua đã yêu thương, tin tưởng và ủng hộ sản phẩm thức ăn cũng như là thuốc tím của bên mình nha. Hồ này của Chiến là tầm cỡ khoảng 800 lít, thì nếu mà anh em được thì mình có thể là mua cái bơm lớn hơn một tí xíu cũng được. Còn ở đây thì Chiến tận dụng nhà có sẵn cái bơm cũ của mọi người, 5.200 lít. Thì khi mà chia tê anh em lưu ý cho mình nha, cái bơm 5.200 lít trên giờ á, cái đường ống mà mình đi hút đá hút mặn hình như nó là ống 34 thì phải, thì anh em thu nó về 27 thôi. Lên hút mặn anh em thu nó về 21, còn ở dưới hút đá mình cho nó là 27. Tại vì cái đầu vào của nó anh em thu nó càng nhỏ thì cái lực hút của nó sẽ càng mạnh. Đó, bơm mà để trực tiếp bên trong hồ nha mọi người. Có nghĩa là cái hút đá hút mặn của mình á, anh em chế mà nó càng nhỏ thì cái lực hút của nó sẽ là càng mạnh. Tại vì nhiều khi nếu mà 34 á, anh em chia tê rồi lên hút mặt 34, hút đá 34 luôn, cái lực hút nó yếu lắm. Nó hút không được phân, cách tầm cỡ khoảng 2cm hoặc là 3cm là nó hút không được. Nên là mọi người cần lưu ý cho mình ngay chỗ cái điểm này nha. Thì thôi bây giờ mình sẽ nhờ Chiến ha, sẽ quay lại ngay chỗ cái hệ thống lọc để mình cùng với lại mọi người xem coi là hiện tại bây giờ trong hệ thống lọc đó thì Chiến sử dụng những cái vật liệu gì, mình sắp xếp ra sao mà cái chất lượng nước của mình nó đẹp được như vậy luôn anh em nhé. Xin chào anh em và mọi người nha. Mình xin giới thiệu về hồ của mình. Hồ mình 700 lít. Mình xài một chiếc bơm là 5 hiệu suất 5.200 này, mình dùng để hút đáy này. Do là mình tham khảo anh nhân và bơm mình còn yếu thì mình bổ sung thêm một bơm hiệu suất 3.000 nhé, dùng để hút lửng và hút mặt này.
Tiếp là đường ống 27 dẫn lên xô thứ nhất. Xô thứ nhất này thì mình dưới là mình để một chiếc rổ rồi úp ngược để chắn phân. Trên là lớp vế lan và ba lớp tí mát này. Dưới cùng là chiếc đèn UV ấy, mình để ở dưới đáy xô nha. Rồi tiếp đến là hai đường ống 34 này dẫn sang xô thứ hai. Xô thứ hai này thì dưới cùng là một lớp dinh mát này, và chủ yếu mình vừa dùng sứ viên và nham thạch đỏ nhé. Tiếp theo là hai đường ống này thì mình co lại về 27 thì dùng để tạo luồng và chế ve tu ly nhé. Thì hồ này mình không lọc thác đâu. Cái sô đỏ này thì cũng vậy này, cũng gồm lớp di mát và sứ viên và nham thạch nhá. Đây đường ống 27 mình dùng để tạo luồng này. Đi phía trong góc kia là có một cái bơm là do bơm cũ mình dùng để tạo luồng cho nó khỏe, cá nó khỏe. Hồ này thì mình nước của hồ thì tầm 2 tháng rồi mình chưa thay. Trong cái xô này có cái van á, thì van ở đáy á, thì tuần chủ yếu mình xả phân một lần. Ok, xin chào mọi người nha. Vừa rồi thì Chiến đã chia sẻ với lại mọi người toàn bộ cái quá trình mà Chiến làm lọc cho hồ của mình, rất là đầy đủ và chi tiết anh em nha. Lúc đầu khi mà làm hệ thống lọc cho hồ của mình á, thì Chiến sử dụng chỉ có một cái bơm 5200 của Fedeha thôi, mình chia tê làm hút mặt với lại hút đáy. Thì lưu ý là mọi người, cái bơm mà 5200 của Fedeha đó, nó chỉ là cái tên gọi thôi nha, chứ cái lưu lượng nước của nó không phải là 5200 lít trên giờ nha mọi người. Hình như cái lưu lượng nước của nó chỉ có 3100 lít trên giờ thôi. Mà ngay từ đầu clip thì mình cũng đã có chia sẻ rồi, với những cái mẫu hồ tầm cỡ khoảng 700 hoặc là 800 lít giống như của Chiến á, anh em sử dụng cái bơm 3000 hoặc là 4000, mình chia tê cái ống 34 hoặc là 27 á, cái lực hút của nó yếu lắm. Thì hồ của Chiến lúc đầu gặp cái trường hợp này nha anh em. Thì sau khi mà anh em trao đổi với nhau thì mình có góp ý cho Chiến là bây giờ em nên tăng thêm một cái bơm nữa, tại vì cái hồ chánh của mình đây là 700 lít, gần 800 lít, mà mình sử dụng cái bơm mà 3000 lít trên giờ nó rất là yếu, hút mặt hút cũng yếu mà hút đáy hút cũng yếu nữa. Cá trong hồ của mình ngày càng lớn lên thì nó cần cái chất lượng nước của mình phải xử lý được cao hơn nữa, mà để lâu ngày nó tồn phân thì dẫn đến là cá của mình bị ngứa mình và đỏ mình. Thì Chiến quyết định là tăng thêm một cái bơm 3000. Thì thay vì cái bơm mà 5200 của PTA đó, mình chia tê làm hút đáy hút mặt, thì Chiến cho nó chỉ hút đáy không thôi, có nghĩa là nó sẽ hút cái phân chìm. Còn cái bơm 3000 lít trên giờ mà mình vừa mới bổ sung á, thì Chiến chế vừa hút lẫn với lại vừa hút mặt luôn, rất là hợp lý luôn nha mọi người. Như vậy là tổng bơm của mình hiện tại bây giờ là 6100 lít trên giờ cho cái hồ chánh gần 800 lít, rất là hiệu quả luôn nha anh em. Nước từ ngay chỗ hồ chánh sẽ được hai cái bơm này bơm lên cái thùng đầu tiên của mình là thùng lắng. Thì như hồi nãy Chiến đã có chia sẻ giới thiệu với lại mọi người rồi, cũng rất là đơn giản thôi. Khi mà vào trong đó anh em cho nó xuống gần như lại đáy thùng, mình chườm một cái khoảng trống nè. Anh em có thể là sử dụng một cái rổ mình úp lại, rồi ở trên đó là mình để là giống như là lưới lan, gòn đen hoặc là Zimat để nó chắn phân, rồi nước sạch của mình nó sẽ dâng lên. Sau đó là anh em sẽ nối ống để nó qua những cái thùng lọc tiếp theo. Ví dụ như anh em sử dụng hai thùng thì mình nối qua thùng thứ hai rồi nước trả về hồ chánh. Còn nếu mà anh em sử dụng ba thùng giống như của Chiến á, thì cứ như vậy, thùng một nước dâng lên sẽ nối xuống đáy của thùng thứ hai dâng lên sẽ nối xuống đáy của thùng thứ ba, và thùng thứ ba có cái nhiệm vụ là trả về hồ. Thì sau khi mà Chiến tăng bơm á mọi người, thì tổng bơm của mình là 6000, cái lực nước trả về hồ nó sẽ rất là mạnh. Thì bây giờ mình sẽ chia ra làm hai đường làm thổi luồng, vừa chứa venturi luôn, có nghĩa là nó sẽ tạo cái dòng chảy. Thì cái hồ này của Chiến nó cái kiểu giống như là bán nguyệt vậy đó mọi người, nên là mình sẽ tạo cái dòng chảy để đưa cái phân nó lại ngay chỗ cái vị trí của cái bơm mà 5200 á, là hút đáy mọi người, để nó hút phân. Thì sau khi mà Chiến điều chỉnh thêm một vài cái chi tiết thì như anh em thấy, chất lượng nước của mình ở thời điểm hiện tại rất là trong và cá của mình rất là khỏe. Nó trong, nó đẹp hơn lúc đầu rất là nhiều. Thì mình cảm nhận được rằng với cái hệ thống lọc hiện tại bây giờ Chiến đang vận hành á, thì cái mô hình hồ này của Chiến thì chắc chắn rằng nó sẽ giúp cho cái chất lượng nước của mình xử lý được tốt hơn. Và cái cách mà Chiến làm lọc ở đây nó cũng giống như cái cách mà mình từng chia sẻ, cũng như là cái hệ thống lọc hiện tại bây giờ mình đang vận hành.
Thì nếu mà anh em nào mình đang phân vân, mình chưa biết làm lọc như thế nào cho hồ 500 hoặc là 700 lít thì có thể là làm theo cái cách vận hành hệ thống lọc hồ của Chiến nha. Ngày hôm nay thì mình cùng với lại Chiến đã chia sẻ với lại anh em mình một cái mô hình hồ cá coi tầm cỡ khoảng gần 800 lít, bơm để trực tiếp bên trong hồ, hệ thống lọc sử dụng những cái thùng 20 lít, hoạt động rất là hiệu quả. Thì nếu mà anh chị em cô chú nào ở nhà mình có những cái mô hình hồ giống như của Chiến, anh em chưa biết làm lọc như thế nào thì mình có thể tham khảo nhé. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh á Chiến, một lần nữa thì anh cảm ơn em rất là nhiều đã chia sẻ hồ và lọc rất là chi tiết lên kênh để cho mọi người tham khảo. Thì đại diện cho mọi người đam mê chơi cá coi nói riêng và tất cả mọi người xem được video này nói chung, anh chúc cho em và gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe. Anh chúc cho cái công việc của Chiến làm ăn nó ngày càng phát triển và thuận lợi hơn nữa Chiến nha. Nếu như mọi người xem video, anh em thấy những cái mình cũng như là Chiến chia sẻ nó hữu ích thì hãy nhớ nhấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình có cái động lực làm thêm những video kế tiếp nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nhé.